Như các bạn đã biết, mục tiêu lớn nhất của các doanh nghiệp hướng đến đó là mục tiêu lợi nhuận. Việc xác định giá bán như thế nào để đảm bảo được tính cạnh tranh và đảm bảo mục tiêu lợi nhuận phụ thuộc phần lớn vào việc xác định được những chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất sản phẩm, hay chúng ta còn có thể gọi đó là giá thành sản xuất sản phẩm. Vậy, những chi phí nào sẽ được tập hợp để tính giá thành sản phẩm? Việc ghi nhận chúng như thế nào và dựa trên những chi phí ấy, ta làm thế nào để tính được giá thành sản phẩm hoàn thành và từ đó có thể định ra giá bán của sản phẩm? Khóa học này, tôi cùng các cộng sự sẽ tập trung cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Để bắt đầu khóa học này, trước hết, chúng tôi giúp các bạn hiểu được một số vấn đề cơ bản liên quan đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại phần 1 với các nội dung như khái niệm, phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, phân biệt được chi phí sản xuất, phân biệt được chi tiêu và giá thành sản phẩm, xác định được đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cũng như là cách xây dựng định mức sản xuất cho sản phẩm đơn một cách đơn giản. Sau đó, chúng ta cùng nhau lần lượt tìm hiểu về kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung tại phần 2. Trong mỗi khoản mục chi phí, kế toán sẽ lần lượt đề cập từ các khía cạnh từ chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng và phương pháp ghi nhận các chi phí đó như thế nào. Sau khi chúng ta đã tập hợp được chi phí sản xuất, thì chúng ta cần tính được giá thành sản phẩm hoàn thành bằng các phương pháp khác nhau. Tại phần 3, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số phương pháp tính giá thành cơ bản và phổ biến trong hoạt động sản xuất mà các doanh nghiệp đang áp dụng hiện nay. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu quản trị doanh nghiệp, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức lập báo cáo tình hình sản xuất cơ bản nhằm cung cấp thông tin liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong một phạm vi sản xuất nào đó. Cuối cùng, khi các bạn đã hiểu rõ về kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất, chúng tôi cung cấp thêm một số khác biệt cơ bản về kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất so với lại các loại hình doanh nghiệp khác tại phần 4. Trong đó, trọng tâm là doanh nghiệp xây lắp và doanh nghiệp dịch vụ để các bạn có thể xử lý tốt các tình huống phát sinh về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xây lắp và doanh nghiệp dịch vụ. Trong các bài học, chúng tôi đều có ví dụ minh họa để làm sáng tỏ những kiến thức đã truyền tải. Đi kèm với đó là một số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tương ứng để các bạn có thể củng cố kiến thức và vận dụng thực hành kỹ năng trong các bài học. Hy vọng khóa học này sẽ giúp các bạn nâng cao kiến thức cho mình và có thể vận dụng tốt vào thực tiễn doanh nghiệp của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.